khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa thượng Tịnh Không. Đề tài 13: Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Hồ Tỳ Bà là một hồ trong nội địa Nhật Bản rất lớn. Chúng tôi đã đi tham quan nơi đó rồi. Hồ Tỳ Bà có một cái eo nhỏ. Nước ở nơi đó rất dơ, mùi vị rất hôi thối. Tiết sĩ Giang Bổn Thắng, nhà khoa học của Nhật Bản, đã tìm được hơn 300 người và một vị pháp sư. Mọi người cùng nhau làm pháp hội, cùng nhau cầu nguyện, tập trung tâm lực tinh thần của hơn 300 người cùng ở nơi đó cầu nguyện. Cầu nguyện qua 1 giờ đồng hồ, phát ra tín hiệu đối với hồ nước đó. Phát ra tín hiệu gì vậy? Cùng lớn tiếng hô lên một câu: nước hồ trong sạch rồi, nước hồ trong sạch rồi. Sau 3 ngày, nước trong hồ trong sạch, cũng không còn mùi hôi. Nước hồ vốn dĩ có côn trùng. Bóng ở bên hồ đối diện trước đây không thấy gì. Hiện tại nước đã trong rồi. Hình bóng soi vào trong nước phản chiếu rõ như một tấm gương. Sơn hà đại địa, nếu chúng ta thành tâm thành ý cầu nguyện chúc phúc, chân thật tùy theo ý niệm của chúng ta mà chuyển biến. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Chúng ta thường hay nghĩ tưởng bản thân chúng ta, nghĩ tưởng sức khỏe của bản thân chúng ta. Mỗi cơ quan đều tốt đẹp, mỗi một tế bào đều tốt đẹp. Chúng chân thật đều biết nghe lời, chân thật đều thay đổi được tốt. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta rằng tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Nếu như bạn bị bệnh rồi, bạn có thể thường nghĩ rằng bệnh này của tôi đã hết rồi, thì bệnh liền hết, thân thể hồi phục, khỏe mạnh, không cần phải dùng thuốc. Tự nhiên chân thật rất nhanh liền được khỏi. Cư sĩ Lưu Tố Vân ở Đông Bắc, lúc cô 59 tuổi, bị bệnh hồng lan ban sa. Bị cái bệnh này hầu như không có cách gì chữa được. Bác sĩ trung y đều không có cách gì điều trị. Có rất nhiều bạn bè của cô bị cái bệnh này đều đã ra đi. Cô không có một chút lo sợ nào. Cô tin tưởng A-di-đà-phật là Đại Y Vương, khẳng định có thể trị khỏi cái bệnh của cô. Cô ngày ngày niệm Phật, kết quả niệm được khỏi cái bệnh này. Việc này chẳng phải đã nói rõ tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Không tin tưởng ý niệm của chính mình, vậy thì phiền phức rồi. A-di-đà-phật. Nam mô A Mi Đà Phật. Nam mô A Mi Đà Phật. Nam mô A Mi Đà Phật.